Trong nửa năm sau khi tốt nghiệp, Bê thức dậy vào hai thời điểm trong ngày, 2 giờ chiều và 7 giờ tối. Phần lớn thời gian cậu dùng là ngồi bên máy tính, chơi điện tử, xem phim. Cuộc sống của cậu gần như là không có ánh mặt trời, với căn phòng khép kín cả ngày, với tất cả sự giao tiếp gói gọn trong thời gian bố mẹ cậu về nhà và gọi cậu xuống ăn cơm. Đôi khi cậu còn chẳng xuống, để chờ cho mọi người đi ngủ hết rồi mới xuống ăn cơm nguội. Bố mẹ cậu coi như là đã hết cách, họ từ bỏ việc khuyên bảo, đánh mắng, họ chấp nhận việc cậu sống như một bóng ma và hy vọng rằng cậu sẽ sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Và giá như là họ có thể biết rằng B còn chán ghét bản thân mình hơn cả bố mẹ cậu, cậu khóc một mình rất nhiều. Cậu muốn bứt ra khỏi trạng thái này hơn tất thảy, muốn có được cuộc sống bình thường như trước kia, nhưng bản thân không biết phải làm như thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Để rồi càng ngày, B càng chìm đắm trong cảm giác bất lực, chán nản, thậm chí không còn quan tâm đến cuộc đời mình sẽ đến đâu nữa. Đó là câu chuyện về một căn bệnh đang hiện hữu và không có chiều hướng thuyên giảm trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Trầm cảm, sát thủ thầm lặng. Nếu như phải dùng một hình ảnh nào đó để mô tả căn bệnh trầm cảm, thì hình ảnh đó không phải là dao cắt cổ tay, cũng chẳng phải là thòng lọng cần cổ, mà là một người đang quay lưng lùi lại bờ vực. Họ không hề biết rằng mình đang trong trạng thái như vậy, đang bị những người khác hoặc là chính bản thân mình đẩy ngày càng sát hơn đến mép đá. Là một người vẫn đang phải vật lộn với trầm cảm, điều đầu tiên tôi được chỉ dẫn để hiểu hơn về bệnh đó là quá trình hình thành của bệnh trầm cảm. Quá trình dẫn đến trầm cảm là một quá trình lâu dài, phức tạp, cũng giống như hình ảnh một người đang quay lưng lùi lại bờ vực. Người trầm cảm bị căn bệnh này đẩy dần, đẩy dần đến sự tuyệt vọng. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người đã trải nghiệm nỗi buồn, sự tuyệt vọng khi xảy ra những sự kiện tác động mạnh lên cảm xúc của họ, như chia tay, phá sản, mất việc, mất người thân. Nhưng thông thường thì tâm lý con người có cơ chế phòng vệ để chống lại điều đó, giúp tinh thần con người tự hồi phục. Họ có thể tìm đến người thân và bạn bè khác để chia sẻ, nhận được sự giúp đỡ và cảm thông, hoặc sử dụng chất kích thích ở mức độ nào đó. Nhưng nếu tác động lên tâm lý quá mạnh hoặc dai dẳng lâu dài, những phương pháp này sẽ không còn hữu dụng nữa. Đó là lúc con người bắt đầu rơi vào căn bệnh trầm cảm. Trầm cảm thì có nhiều loại, nhiều triệu chứng, nhưng những triệu chứng phổ biến nhất đó là sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngủ quá ít hoặc quá nhiều, ăn uống không theo giờ giấc, thời gian, lạm dụng các chất kích thích trong thời gian dài và liên tục. Cảm xúc thay đổi thất thường, khi thấy rất vui, khi lại thấy rất buồn. Đối với những người bị trầm cảm lưỡng cực, thì sự thay đổi cảm xúc có thể diễn ra rất nhanh chóng chỉ vì những tác nhân nhỏ hàng ngày. Thường xuyên cảm thấy chán nản, không có động lực làm việc, học tập. Tồi tệ nhất là không có động lực sống, dẫn đến có suy nghĩ tự tử. Khả năng suy nghĩ, quyết định và tự quyết định suy giảm. Dần dần khi trầm trọng hơn thì sẽ không còn có thể đưa ra quyết định, luôn trong trạng thái thụ động, thu mình, sợ giao tiếp, sợ tiếp xúc với con người, có xu hướng chủ động phá hỏng các mối quan hệ xã hội, quá nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc của bản thân và của những người xung quanh. Rất nhiều người có quan niệm sai lầm về trầm cảm, cũng như là tâm lý trời sinh voi, trời sinh cỏ. Họ không hiểu rằng căn bệnh trầm cảm khác với buồn rầu, chán nản thông thường. Suy nghĩ mình đã vượt qua được thì họ cũng sẽ vượt qua được là suy nghĩ rất nguy hiểm của người thân cũng như là xã hội đối với người bị bệnh trầm cảm. Bởi hoàn cảnh, các mối quan hệ xã hội và các phương pháp giáo dục của mỗi người là khác nhau, nên tâm lý cũng phát triển theo những hướng khác nhau. Kết quả là mỗi người sẽ có cách riêng để đối mặt với vấn đề trong xã hội. Để hiểu người bệnh trầm cảm là công việc không khác gì để hiểu người bệnh của những căn bệnh khác. Cần phải phân tích những yếu tố liên quan, lịch sử gia đình, cần phải xét nghiệm, đo đạc, cẩn thận chứ không phải là chỉ cho uống thuốc là xong. Ngoài ra thì những người điều trị cũng nên tìm cách khơi gợi cho người trầm cảm và giúp họ luyện tập để điều trị trầm cảm. Bản thân người bệnh trầm cảm cũng phải tự mình nỗ lực trong quá trình điều trị. Khi thấy dấu hiệu trầm cảm,
cần phải lưu ý về chế độ ăn uống, sinh hoạt của mình. Cần tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, vì đây là một trong những phương pháp tốt nhất nhằm củng cố sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần. Chăm chút chế độ ăn uống, sinh hoạt, tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao cũng là một trong những cách phòng tránh bệnh trầm cảm tốt nhất, đặc biệt là đối với người trẻ. Việt Nam là một nước đang phát triển, và đi kèm với sự đang phát triển này là hàng loạt những vấn đề về chất lượng sống của con người, mà trong đó sức khỏe tâm lý là một trong những vấn đề nổi cộm nhưng chưa có sự quan tâm đúng mực của xã hội. Nhưng không vì thế mà chúng ta được quyền thờ ơ, bỏ qua căn bệnh trầm cảm cũng như là người bị bệnh trầm cảm. Vì đây là căn bệnh đi kèm với sự phát triển của xã hội, của áp lực lên cá nhân ngày một gia tăng từ gia đình, xã hội, và còn nguy hiểm hơn, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào sparrow.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.